cô chú anh chị, hôm nay mình sẽ làm một lộ trình ngắn ngắn xuất phát từ phà Năng Gù nha. Phà Năng Gù hướng ở bên Phú Tân nha cô chú anh chị. Xã Bình Thạnh Đông, Phú Tân. Mình đi về đến phà Thuận Giang nha. Huyện Phú Tân thì những con đường xung quanh của huyện thì đường xá rất là bằng phẳng, rộng rãi, an toàn để cho bà con mình lưu thông dễ dàng. Đường này chút xíu nữa chúng ta sẽ đi ngang qua chùa An Hòa Tự. Hướng này là mình đi đi về phà Thuận Giang. Còn ngược lại thì mình sẽ đi về Tân Châu. Đây là cầu Cái Đầm. Cầu Cái Đầm này thì cũng khá là dài. Đến được cầu Cái Đầm rồi thì là đi ngang qua chợ Bắc Cái Đầm nè cô chú anh chị. Mình phải đi vào trong chút xíu nữa nha. Chợ cũng rộng lớn, bán cũng nhiều hàng hóa, từ hải sản rồi đến cá đồng rồi đến rau cải bà con mình trồng được ở khu vực mang ra bán. Dọc hai bên đường thì cũng có khá nhiều cây xăng, khi bà con mình lưu thông cũng yên tâm ha, không có sợ hết xăng dọc đường đâu. Phải nói Phú Tân mình thì phát triển rất là mạnh luôn, và phát triển về kinh tế rất mạnh. Bà con thì ở khu vực mà chùa hay là gần chợ thì buôn bán, rồi những cái gian hàng ăn sáng, những quán cà phê cũng nhộn nhịp sầm uất lắm cả nhà. Khi chiều về ánh đèn bật lên, khi mà đèn đêm bật lên thì bà con mình cũng nhộn nhịp sinh hoạt, vui chơi cũng dễ thương. Còn ban ngày hơi vắng một xíu bởi vì ban ngày thì các em thì đến trường,
còn người lớn thì cũng đi làm việc, cho nên là đường phố cũng hơi vắng một chút xíu. Cũng vì công việc cho nên là Kim đi trên con đường này. Kim đi tìm người thân cho bà con mình nhờ tìm. Dạ. Một chị ở quê hương Quảng Ngãi nhờ Kim tìm người thân, cho nên là Kim đi trên con đường này để hỏi thăm, để tìm. Nhưng rất tiếc hôm nay thì Kim cũng có đi hỏi thăm mấy chỗ nhưng mà chưa có tin tức gì khả quan. Thì thôi thì để dời lại hôm sau nữa thì Kim sẽ đi hỏi thăm tiếp nữa, dò tìm nữa. Dạ, bởi vì tìm người thân mà lâu năm thì trong quá trình tìm kiếm thì không phải là một ngày một bữa mà tìm được đó cả nhà. Rồi tiện thể trên đường về thì Kim cũng ghi hình trên đoạn đường mình đi qua cho bà con mình xem. Dạ. Bến đò Tân Trung. Nhưng mình không đi hướng đó nữa. Mình không đi về hướng đó, mình sẽ đi về Phà Thuận Giang. Nói về huyện Phú Tân, ở cồn Phú Tân này thì muốn rời khỏi nơi đây thì cũng phải đi qua nhiều bến đò khác nhau. Nhiều bến đò khác nhau và đến cũng điểm đến thì cũng khác nhau. Dạ vâng, để cho bà con mình lựa chọn cái nơi mình đến nó gần hơn và tiện hơn đó. Cho nên là bên Phú Tân này cũng giống như là bên huyện Chợ Mới gì đó, cô chú anh chị đi đâu thì cũng các xã bao quanh huyện Chợ Mới đó thì cũng hay đi đi đâu cũng thường qua những chuyến đò ngon. Còn ở đây là huyện nối liền giữa huyện này với huyện kia, cho nên là muốn huyện Chợ Mới muốn qua được Phú Tân thì mình phải đi Phà Thuận Giang.
Dạ, hoặc là đi những bến đò ngang nhỏ nhỏ khác của các xã khác. Dạ. Còn nếu đi tiện đường hơn thì huyện Chợ Mới mình là đi cái phà Thuận Giang đi qua bên huyện Phú Tân này, rồi đi đến phà Năng Gù thì là mình sẽ đi ngược lại, mình đến được nhà thuốc của thầy Tư Ngoan ở bên huyện Châu Phú. Dạ. Trung ương chùa An Hòa Tự nè, còn đây là Phước Thiện cơm chay từ thiện mỗi ngày luôn cho bà con mình ghé ăn cơm để gieo duyên. Còn đây là chùa An Hòa Tự nè. Đó, từ cái phà Năng Gù mà mình đi về phà Thuận Giang là mình sẽ đi ngang cái chùa An Hòa Tự này nha. Chùa này là gọi là chùa Hòa Hảo nữa cả nhà. Có tên gọi dễ thương nữa đó là chùa Thầy. Dạ. Còn phía bên đây là trường trung cấp Phật giáo Hòa Hảo. Đó, đối diện với lại chùa An Hòa Tự. Con em của chúng ta có đến học ở trường trung cấp này thì vào ghi danh và nhập học thôi. Cũng tiếp tục đi nữa. Đó, dọc ở đây thì bà con mình bán đồ cho người già để mặc đi chùa rất là nhiều, ngày nào cũng có. Mình chạy vào mình gửi xe ở đây. Vào những ngày cúng lễ diễn ra thì phải nói ở đây từ thiện quá trời luôn cả nhà, đãi cơm đãi nước rồi các loại các món ăn rồi các loại nước uống trong vòng 3 ngày 3 đêm như vậy. Đây, mình đến ngã tư vòng xoay này thì mình rẽ tay phải, mình đi về phà Thuận Giang nè. Nếu còn đi thẳng qua luôn thì mình sẽ đến được tổ đình. Còn nếu mà qua bên hướng này thì là mình đi về Tân Châu. Thôi thì mình chọn cái hướng đi về phà Thuận Giang nha cô chú anh chị. Đây là bưu điện của huyện Phú Tân nè. Mình đến cúng lễ ở chùa, đến quay phim ở chùa An Hòa Tự mình hay gửi xe chỗ này. Bởi vì vào những ngày cúng lễ đó thì không có cho xe vào đâu, phải gửi xe hết, bà con mình đi bộ vô thôi đông lắm, cho nên xe vào không có được đâu. Nắng quá trời luôn rồi. Rồi, đèn đỏ rồi, mình ngừng thôi. Rồi, đi qua. Rồi, cứ như vậy mà mình chạy thẳng luôn nha, sẽ tới phà Thuận Giang. Và xuống phà, đi qua bên kia, mua vé xuống phà qua bên kia là huyện Chợ Mới rồi. Thank you.
bến xe khách Thảo Nga. Bến phà Thuận Giang thì cũng là phà lớn của nhà nước, cho nên là chở được tất cả xe lớn hết nha. Và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.